chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì nhà hàng mình làm cái món mà khai vị. Thì mình chia sẻ cho các bạn cùng xem cho vui ha. Đó là món hoành thánh chi, còn gọi là hoành thánh củ phô mai đó các bạn. Bây giờ thành phần gồm có những gì thì mời các bạn cùng xem ha. Ở đây thì mình có chuẩn bị ha các bạn, củ hành tím, ớt chuông mình sắc nhỏ đi, củ hành tím cũng sắc nhỏ nữa. Thì còn ở đây là thịt cua giả rồi ở trong cái bịch này nè. Đó, thì mình cũng xay ra sẵn luôn. Rồi chờ lòng đỏ trứng để một hồi nữa mình phết vô cái vỏ bánh để mình ráp nó lại. Đó, đây thì mình có chuẩn bị những cái vỏ hoành thánh đây. Vỏ hoành thánh này thì mình để trong tủ đông đá đó các bạn. Khi nào mà mình muốn làm thì mình để ra trước khoảng nửa tiếng ha. Còn ở đây là cream cheese này, là kem phô mai đó. Mình cũng để trong tủ lạnh luôn. Khi nào mà mình muốn làm thì mình để cái này ra ngoài chút xíu cho nó khoảng 15 phút đi đó, cho nó mềm. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình trộn để mình làm hoành thánh cuộn phô mai ha. Thì mình cho củ hành, ớt vô trong một cái thau á các bạn. Này cua nữa, cua này là cua giả thôi, mình ta làm từ bột ha. Mình trộn ba cái nguyên liệu này lại cho nó đều với nhau. Rồi mình lấy bo cho cream cheese vô. Để thôi lúc mình cho vô từ món đó, thì nữa nó không có được đều á. Mỗi một lần mình làm gì là khoảng 2-3 cây chi á các bạn. Cái này là mình trong tủ lạnh mình lấy ra nãy giờ khoảng 15 phút, bây giờ nó mềm rồi nè. Nó mềm gì mình bóp mình trộn nó mới dễ nha các bạn. Còn ở trong tủ lạnh mà mình để ra mình làm liền á nó cứng lắm. Mình trộn hơi khó. Đó, bây giờ mình trộn cho đều lên. Mình bóp nó ra cho nó mịn hết rồi mình trộn cho nó đều lên. Bây giờ mình trộn đều hết rồi đó các bạn. Bây giờ mình đây chuẩn bị mình cuốn hoành thánh ha. Đây là những cái vỏ hoành thánh nè. Đó, bây giờ nó mềm ha, nó chóc từ miếng từ miếng ra hết rồi nè. Nó còn nhiều khi mình mà để ra nó còn cứng ngay trên giữa này các bạn, làm nó sẽ bị bể đó nha. Mình phải để ra cho nó mềm hết gì mới được. Rồi bây giờ mình chia sẻ với các bạn cách làm cúng lại cái hoành thánh ha. Đó, đầu tiên là mình phải lấy cái lòng đỏ của trứng này, mình phết cho nó ướt dòng cái miếng bánh hoành thánh hết nha các bạn. Rồi mình lấy muỗng cà phê thôi. Đó, mình hãy cho vô muỗng cà phê chi. Đó, rồi là phô mai ha. Rồi bóp cái đầu này lại cho tới cái khoảng giữa này thì các bạn mới để cái nhấn cái đầu này vô. Đó, cái chỗ này nhà hàng của mình đó là làm cái cách này, nó có ba cạnh như vậy đó, mình bóp mạnh nó vô ha. Rồi mình cho nó xuống một cái hộp để mình làm thêm một cái nữa cho các bạn xem ha. Đây là miếng hoành thánh, cái vỏ hoành thánh đó. Cái này mình chiên lên nó giòn, ở vỏ hoành thánh nó giòn giòn rụm luôn các bạn. Và cái phô mai ở trong nó béo,
có hành, có ớt, thơm lắm. Ở đây Mỹ nó thích ăn cái món này. Đó, lấy một muỗng là muỗng cà phê thôi, đừng có làm nhiều quá nha các bạn. Đó, bây giờ mình đầu tiên cho mình cho bóp cái góc này vô trước ha, bóp cho tới cái khoảng giữa này. Đó, bây giờ mình nhấn cái đầu này vô đây. Đó, nó có ba cạnh ha, mình làm bốn góc cũng được, mà chỗ nhà hàng của mình thì mình làm ba góc thôi. Đó, mình tiếp tục mình làm, khi nào mà đầy một cái hộp á thì mình đem vô tủ đông đá, mình đậy nắp lại, mình đông đá, khi nào mà mình cần ăn thì mình đem ra mình chiên. Còn ở nhà hàng thì mình cũng đem đông đá như vậy đó các bạn, rồi khách vào đào thì mình đem mình chiên một muỗng gì thôi, chứ mình đừng có làm nhiều quá nha. Nhiều quá thì khi á mình chiên cái miếng hoành thánh này á, nó vàng giòn mà ở trong á nó không có nóng đó. Rất là dễ làm. Thì sẵn mình làm cho nhà hàng đó các bạn, thì mình chia sẻ với các bạn xem luôn cho biết cái hoành thánh cuộn phô mai như thế nào. Bây giờ mình tiếp tục mình làm ha, mình làm cho đầy một hộp này. Mình còn mấy cái nữa là mình đầy được cái hộp này rồi các bạn. Đó, bây giờ mình chia sẻ nè. Các bạn mà làm cái hoành thánh này xong á thì mình đem mình để vô tủ đá liền. Khi nào mình muốn chiên á thì mình đem ra, chứ mình không có để ngoài một hồi nữa cái chi á nó sẽ chảy ra nha các bạn. Cái kem phô mai này nó sẽ chảy ra đó. Nó mềm nên mình làm xong là mình phải đậy nắp lại, mình để vô ngăn đá. Chỉ khi nào mình cần ăn thì mình đem ra cho dầu vô chảo mình chiên thôi. Mình chiên cũng dễ, mình thấy mà cái vỏ hoành thánh thì nó vàng đều là được rồi. Tại vì mình ở nhà hàng á thì mình có cái lò deep fry các bạn, mình để vô mình chiên rất là dễ. Còn các bạn ở nhà thì mình cho trong cái này, cái loại này mình chiên nó cũng dễ lắm. Mỗi một lần làm ở nhà hàng thì mình làm hơi nhiều. Mình chỉ chia sẻ cách làm sao để cho các bạn cùng làm thôi. Đó, bây giờ cái hộp này của mình nó đầy rồi này. Đó, mình cho nó vô một cái hộp gì, giờ mình đậy lại nha các bạn. Đó, mình đậy lên nhiều, mình đem vô tủ luôn, tủ đá mình cất. Rồi giờ mình tiếp tục mình làm cho hết cái thao hoành thánh này. Rồi mình sẽ chiên và mời cô chú, anh chị và các bạn cùng dùng. Đây là các bạn, đây là cái hộp thứ hai mình đã làm đầy nè. Hồi nãy là mình chia sẻ với các bạn là cái hộp đó là hộp thứ nhất, mình chỉ cắt có một lớp ở dưới cái hộp thôi. Rồi mình đậy nắp lại, mình đem đông đá. Thì nữa các bạn chiên ra cái cánh này nè, nó đều, nó đẹp. Còn nếu mà tủ lạnh ở nhà mình á mà nó hơi bị chật á thì các bạn có thể trồng lên vậy cũng được nha. Mình bỏ nhiều lớp như vậy cũng không có sao, nhưng mà có khi thì nó bị lúc mà mình chiên ra cái cánh này nó không được đẹp lắm.
đó là cách thứ hai để mình chia sẻ với các bạn nhà và các bạn nào tủ lạnh nó hơi nhỏ. Còn nếu mà tủ lạnh của mình nó rộng rãi thì các bạn chất một lớp thôi. Đây là cái cây đo độ nè các bạn. Nếu mà các bạn nào mà muốn có cái cây độ để mình chiên cho chả giò hay là mình chiên tôm chả giò nó ngon đó các bạn, mình có thể vô chợ mua cái cây đo độ này nè, 4-5 đồng gì đó, 300-350 này ha. Bắt đầu mình giảm lửa được rồi đó. Rồi mình để hoàng thánh vô chiên, tại vì muốn chia sẻ với các bạn ở đây thôi, cho các bạn biết cái cách chiên làm sao. Chứ còn ở nhà hàng thì mình để vô cái lò deep fry mình chiên nó rất là dễ. Nếu mà các bạn nào muốn mình chiên cho cái giò để cho mình đẹp á, các bạn mua cái cây đo độ vậy đó. Cái loại này nó mau vàng lắm nha các bạn, nên mình để cái nhung ở trong cái nhỏ thôi. Khi các bạn mà biết được cái nhiệt độ của mình lên tới 350, sắp sửa lên 375 độ F là mình hạ lửa, mình chiên trong vòng chừng 2-3 phút rồi là bắt đầu nó vàng rồi đó. Nên mình không có làm cái nhung lớn được, cái nhân lớn quá nhiều khi nó không có nóng được vô trong đó các bạn. Rồi tắt lửa nha, nhớ mình thấm ra, tại vì cái này đó là viên chi á, nó chảy, nó tan chảy các bạn, phô mai á, nên mình không có chiên lâu được, mình chiên nó vừa nóng ở trong là được rồi. Mình vớt ra ngoài cái thau mà mình lót giấy ở dưới cho nó rút dầu. Nó mình mà chiên chậm quá là nó bị xì cái chi nó ra đó. Đây là hoành thánh cuộn phô mai của mình xong rồi các bạn. Xin chào các bạn. Bây giờ hai vợ chồng mình làm xong rồi. Mời cô chú, anh chị và các bạn cùng dùng ha. Cái này là món khai vị thôi, chứ không có ăn chung với cái gì nữa hết. Mình chỉ ăn chơi thôi. Mời các bạn cùng dùng. Ở trong thì chi nó tan chảy ra nè. Kem phô mai á. Cái này tiếng Việt Nam mình là kem phô mai hả anh? Ừ. Chấm vô trong tương xí muội. Ăn đi, ăn miếng đi. Nhờ hai chồng mình ăn cơm rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ làm cái này xong nên chia sẻ với các bạn ăn một miếng cho vui. Mời cả nhà nha. Mình đem cho cả nhà xem ở trong cái phô mai nó tan chảy ra như vậy nè. Rất là béo ngon lắm. Này là ăn thêm. Món này Mỹ ăn nhiều lắm cả nhà. Mỹ phải béo ăn béo mà. Tại vì ở đây tiểu bang mình ít người Việt lắm các bạn. Người Mỹ bán cho người Mỹ thì nhiều. Mà mình Việt Nam mình cũng thích ăn món này lắm. Mà không dám ăn nhiều. Lâu lâu mà
chia sẻ với các bạn ăn cho vui thôi chứ cô không dám ăn nhiều nữa. Video chia sẻ cách hoành thánh cuộn phô mai của mình tới đây xin tạm dừng cô chú anh chị và các bạn. Mình hẹn lại video sau. Xin bye bye. Bye cả nhà. Làm thêm miếng nữa cho nó hết. Ngon lắm các bạn ơi. Béo béo mà ở vỏ thì nó giòn giòn. Nhiều khi mình ăn đó 4-5 cái luôn á. Nếu mà các bạn mà thích hậu ngọt á, có thể chọn thêm tí xíu đường nó cũng ngon lắm. Quá ngon luôn. Đây một dĩa luôn.